con trai dẫn về không ưng. Ủa, ghét lắm. Nó đi vào trong nhà cái đi ra đi vào chào bác không trả lời, xong vào rửa chén trời ơi nhìn mà ghét. Yêu 7 năm nhưng mà ông vẫn không ưng. Đi được không, thôi để mẹ bế lên. Mẹ bế một từ dưới tầng hầm lên tới lầu 3 luôn. Phải là cho nó một khuôn khổ nhẹ nhàng dần dần. Nó không vô khuôn khổ thì sao? Phải vào khuôn khổ. Chưa nói chưa nó nguy hiểm là gì. Còn nó rất là nóng lắm á. Lần đầu tiên em la trước mặt mẹ chồng em luôn. Thế nó la thấy dữ luôn. Lần đầu tiên em la. Nó giờ toàn giữ kẻ không mà cứ nào nói chuyện cũng là nhẹ nhàng với mẹ đó. Dạ rồi chào cô. Chào mẹ chồng nàng dâu. Xin mời. Dạ mời cô vô đây ạ. Wow, cô dâu đẹp quá anh Linh ơi. À, chương trình mẹ chồng nàng dâu rất là vui mừng khi chào đón mẹ chồng và nàng dâu đến tham gia chương trình. Em xin chú Vân Linh. Dạ. Em chào Bích Trâm. Tôi tên là Đặng Thị Thanh, năm nay 56 tuổi, đến từ Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Dạ em tên là Vòng Phối Phối, em năm nay 18 tuổi. 18 tuổi. Em hả? Ở Long Bình Biên Hòa Đồng Nai. Nghe cái tên là Vòng Phối Phối. Em người Hoa. 18 tuổi. Lấy chồng sớm làm gì? Để lời ru thêm buồn. Anh ơi anh không được đâu, bỏ cái từ buồn ra nè. Con xạo á. Chứ duyên số 28 tuổi. Con xạo. Con xạo hết. Rồi, lâu lâu xạo giúp cho nó vui. Phối phối. Ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu thì mẹ chồng thấy thế nào? Ngày đầu tiên thì con trai dẫn về không ưng, chỉ biết là bạn thôi nhưng mà không biết là như nào, nhưng mà vẫn biết là vậy, không ưng bà nội bà mẹ chồng không ưng. Ủa, ghét sao, lắm sao không? Mà nó đi vào trong nhà cái đi ra đi vào chào bác không trả lời. Trời đất vậy luôn hả cô? Có xinh đẹp dễ thương vậy mà lúc ấy không có ưng. Ghét gì? Cách ăn mặc của nó là kiểu như thanh niên nó mà ăn mặc không, mình cũng đã không thấy ưng rồi. Sao hai này cái đó ở hàng sexy luôn cô, dưới tùm lum đúng không? Thế xong bắt đầu chồng nó mời bạn bè đến nhậu á, xong vào rửa chén trời ơi nhìn mà ghét. Cái rửa chén mà cũng ghét nữa. Có rửa có ra gì như kiểu lóng có rửa bao giờ đâu. Chén nó lấy nó chén không biết rửa. Nó không biết rửa. Ghét thêm. Nó biết làm cái gì nó ghét thêm. Thế nhưng mà cũng 7 năm, yêu 7 năm nhưng mà ông vẫn không ưng. Kỳ lạ rồi. Ghét xong bảo là không biết làm sao mà nhà thì có bốn chị em, chị lớn rồi đến chồng nó, rồi hai bà cô nữa mà không biết làm sao dụ được hai người. Hai bà cô hỏi mẹ ơi mẹ có ưng chị Phối không? Chị Phối được không? Mẹ không thích, mẹ ghét lắm. Cái thằng em họ á mà nó hay chơi với chồng nó, em họ nhá, nó hỏi bác ơi bác, chị Phối bác có thích chị Phối không? Không, tao không thích, tao ghét lắm. Lúc nào cũng vậy, nói hỏi hoài thế nhưng mà vẫn ghét. Càng hỏi càng ghét. Càng hỏi càng ghét. Yêu 7 năm cũng ghét. Cả nhà mình chịu rồi mà cũng muốn mình mẹ khó quá. Đấy nhưng mà lúc ấy mình kệ nó rồi. Chắc là mẹ thấy mặc đồ tắm gì mẹ mới ghét. Dạ. Chứ tới nhà cọc mẹ tới nhà. Đồ cọc quá đúng không? Đồ cọc là xác luôn rồi đó, xác rồi ria rồi kim lúm đúng không? Nó ngắn lên đây này, đến nhà lẫy lên rồi dài. Đâu, lúc là đầu tiên là em mặc đồ dài mà về chắc về sau như thế nào mặc nhiều lần luôn. Nói rồi mẹ nhớ nhắc luôn rồi nhiều lần luôn kìa. Rồi bây giờ em nè, ấn tượng đầu tiên về mẹ chồng như thế nào rồi, biết mẹ chồng ghét mình không? Lúc mà em quen bạn trai em á là quen cũng lâu rồi, mà kêu về ra mắt em cũng ngại, em sợ tại vì văn hóa của em khác, giống như nhà em người Nam. Rồi bên mẹ chồng em là nhà chồng là người Bắc. Em sợ người Bắc lắm, tại nghe tiếng người Bắc khó tính. Đâu có đâu, người nào cũng vậy, có người này người kia. Dạ. Chứ mình cứ nghĩ về hoài tội nghiệp người ta. Rồi em tới ăn cơm với gia đình á, lúc đó em ăn rồi không dám nói chuyện, thì bác hỏi thưa chuyện với bố chồng. Có mẹ chồng mà kiểu ít nói lắm, lúc em sợ lắm tại vì không dám nói chuyện với ai hết á. Nhà chồng em là người Bắc khác, cái văn hóa của em là giống nhà em là ăn cơm mỗi người bới tô ăn, không có ăn chung với ai hết á. Ăn cơm xong mỗi người bới tô, đang ngồi phòng khách coi tivi ăn xong rồi đem đi rửa. Còn đây là mẹ chồng em là bên người Bắc đó, là cơm á là để hết lên bàn, giọt quá trời chén đổ ra luôn. Là lần đầu tiên tới là em bị ngộp, em thấy vậy em bị sợ, kiểu như là nó khác văn hóa của mình quá, tự nhiên ngồi đâu rồi mỗi người một cái đũa riêng, không được gắp chung giống nhà em, thoải mái ở gắp như bới như tô, cái xong mình đem lên ngồi ăn, vừa ăn vừa coi phim. Đũa mà để gắp đồ ăn á? Dạ, mỗi người một cái đũa riêng, cho nên đũa chén là đầy hết quá trời luôn. À, đũa gắp đồ ăn là riêng, còn đũa để mình ăn chén của mình là riêng nữa. Đó là vệ sinh đó. Dạ. Tuy gia đình nhưng mà cái môi mà múc canh á là múc vô mình ăn chén đũa muỗng của mình. Yeah. Nhưng mình múc á là phải múc chứ không phải mình là cứ thọt cái đũa của mình vô. Dạ, đúng rồi. Không phải. An toàn thực phẩm trong mỗi gia đình.
mà cái này cần phát huy. Lúc đó là tại vì nhà con là mỗi người một tô là nó nhanh lắm, ăn cơm là chồng khều khều không à, tại vì ý là phải gắp ăn đồ riêng, con không có lần đầu tiên thì con không quen biết rồi. Mình quen rồi cứ lụm thôi. Dạ đúng rồi, phải mời là bên nhà con này không có mời. Là cái văn hóa nó khác biệt rồi. Là con có mời tới nhà đây thì con phải mời. Sao? Con mời ăn cơm, mình bác ăn cơm, con mời hết từng người luôn. Có bao nhiêu người mời hết luôn? À dạ con mời bác trai, dạ con mời bác gái, dạ mời anh hai, không mời chị hai. Con không mời, con mời bác trai ăn cơm. Thế mời cái gì? Lại. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ con mời bác trai ăn cơm, mời bác gái ăn cơm, mời anh hai ăn cơm, mời chị hai ăn cơm, mời anh ba ăn cơm, mời chị ba ăn cơm, mời ngồi cái hết giờ luôn, cơm nguội luôn. Thật ra là cái đó nó không đến mức như thế. Đúng rồi. Nhưng mà này mình minh họa cho nó hơi quá chút rồi. Tội nghiệp cô dâu ha. Dạ. Rồi sau đó thì bao lâu từ cái lúc ghét đó đó, rồi 7 năm mới cưới hay sao, hay là cưới bao nhiêu năm thì cưới? 7 năm mới cưới. À, vậy là bây giờ mình về mình ở chung với nhau được bao lâu rồi em ha? Gần 2 năm rồi chị. Hơn 2 năm rồi. Một chút con, thôi. Con năm nay con bây giờ đã hơn 1 tuổi rồi. À con trai hay con gái? Con gái. À 1 tuổi rồi hả? Vậy là 2 năm vừa qua thì nó làm dâu được không? Nó có biết làm gì đâu. Nuôi con biết nuôi. Đưa mẹ đẻ đến nuôi con dùng. Nó chỉ có biết xanh như vậy. Biết xanh thôi vậy đúng không? Cái này chắc không binh được rồi. Cái này căng quá em thấy ơi, căng quá. Là hai bà xu ở chung nhà hai luôn. Hai bà xu ở chung nhau nhưng mà chưa bao giờ cãi lộn nhau, cười không à. À. Rồi nó có nấu cơm, nấu nước rồi giặt. Không, không có làm gì hết, nhà có người giúp việc. Sao em? Nghe mẹ nói vậy em nghĩ sao? Thì cũng là nó vậy thiệt. Tại vì hồi xưa là lúc mà chưa dịch đó là công việc của em mà cũng hai với chồng hay đi ra ngoài suốt vậy đó. Nhiều khi về là cũng đâu có thời gian đâu nấu. Cho nên lúc mới về rồi hay kiểu thể hiện rồi cũng hai vợ chồng chở đi chợ, về làm này làm kia cho mọi người ăn, rồi tổ chức ăn cơm, rồi mua này mua kia về làm nấu lên vậy đó. Nhưng mà về sau mấy chị em vào làm chứ không phải nói làm nhà. Cũng hồi xưa là mẹ em nấu hết nhà, không có cho làm gì hết á. Cứ ăn cơm mà bê lên tận giường em ăn. Em ăn xong em để đó rồi mẹ em dọn đi luôn. Cho nên cứ thành thói quen rồi. Cứ về đây là cũng sợ phải học hay này kia để nấu. Mà nói chung là chồng em nấu ăn giỏi. Rồi chị chồng là em, mấy đứa em chồng nó cũng xuống phụ không mà. Nhưng mình đứng trong bếp không biết làm gì, tại ăn cũng làm hết trơn rồi. Giờ mình đứng mình lúng túng thì cho hôn mọi người cứ làm đi. Mọi người làm rồi lại gia đình làm chứ. Dạ. Nó muốn làm mà tại không cho nó làm thôi. Coi thôi chứ lấy vô mình dành làm. Không, ăn nhiều cũng tại gia đình cũng phải vô dành làm chứ. Có dành không? Em dành rửa chén. Dành nhưng mà không có. Có bao giờ bực nó la không? Chưa bao giờ la. Ghét nó thật nhưng chưa bao giờ la. Mẹ. Ủa nhưng mà lúc đó con biết là lúc con về làm dâu rồi con biết mẹ con vẫn còn ghét con không? Không, lúc đó không có nói, cứ im im. Không nói gì nữa hết đấy. Lúc đó không có nói, về sau thân rồi mẹ mới nói, lúc đầu mẹ không thích, mẹ ghét vậy. Về sợ rồi, tiếp xúc rồi mẹ thấy kiểu tình cảm nó nhiều hơn. Rồi con có nói hỏi mẹ con là lý do gì mẹ ghét con không? Hỏi mẹ cũng kêu là thích thì ghét vậy đó, nhìn thấy không thích là ghét. Thích thì ghét thì thôi. Lạ nhỉ. Mình có một kỷ niệm nào đó mà xúc động giữa hai mẹ con không? Không có cái gì cả. Không có đụng một cái gì hết. Có mỗi là nó thanh về là bế nó lên trên đầu ba. Bà nội á là... Ô bế à? Dạ. Là lúc em mới sanh, em sanh thường là lúc nhà em đang sửa này phải đi từ dưới hầm lên. Mà đi hầm lên là lên lầu 3 là 4 cái cầu thang, 4 bậc. Sợ đi không được tại vì mới sinh xong về. Đi được không? Thôi để mẹ bế lên. Mẹ bế một từ dưới tầng hầm lên tới lầu 3 luôn. Wow. Mà chồng em bé còn chắc không biết chưa nổi chưa. Mẹ chồng em khỏe lắm. Có bao giờ á mà gọi là mẹ chồng chăm sóc cô dâu cái gì ngoài chuyện ẵm con lên lầu không? Bà ngoại chăm hết rồi. Ngoại chăm hết hả? Được cái nhà em tâm nhà tâm lý lắm. Ngoài à. Bố chồng với mẹ chồng nói là tạm giờ mình mới xong lần đầu tiên không có kinh nghiệm, mà giờ giúp việc thì cũng không có yên tâm, nhà thì kỹ nữa, thì thôi cho mẹ về mẹ gần gũi hơn. Bà ngoại quá. Sợ. Bà ngoại quá. Bây giờ thì em phải chia rẽ mẹ chồng nàng dâu ra. Bây giờ mời con dâu qua bên đây, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau những cái chuyện mà rồi em ngồi đây nha. Hồi nãy chị có nghe mẹ nói là trong cái quá trình mẹ mới sinh xong á là phải kiêng cử là không có được ở lạnh này kia, rồi sao mà mẹ nói mà em không nghe vậy? Không có nghe. Là trong phòng em mà lúc nào cũng em bỏ 24-25 độ thôi làm phòng mát mát rồi. Mỗi lần mẹ vô phòng em thấy phòng em là cứ bỏ lên 30 độ luôn. Lấy nón, lấy vớ, chùm kính quấn em bé lại như là một cái cục vậy, như một cái cục vậy đó. Mà em thì kiểu hiện đại hơn, mà em có tìm hiểu trên mạng rồi đi khám, bác sĩ cũng kêu là cho nó thoải mái.
nhiệt độ con nít bây giờ nó tăng cao hơn mình mà, cho nên cứ để cho nó mát rồi đừng có bao tay bao chân nó nhiều quá. Mà mỗi lần mẹ chồng vô, mẹ chồng cứ bao tay bao chân đội nón vô, thế rồi em cũng để cho làm xong mình mẹ đi ra là em tháo hết trơn. Trời, dễ đúng hả? Dạ. Rồi cái tháo hết đồ của con ra luôn. Chừng nào mẹ gần lên là lại mặc vô lại. Em sao biết được mẹ chừng nào mẹ lớn? Em có camera. Thôi đâu thì cũng vậy luôn hả? Dạ. Giống như là đối phó mẹ chồng vậy. Dạ, tại vì cho mẹ vui, tại vì chị chồng em cũng tâm lý lắm. Chị chồng em cũng nói là giờ con của mình muốn chăm theo cách của mình. Nhưng mà nhiều khi mẹ là kiểu thời xưa mẹ muốn cũng chăm sóc, cũng lo lắng cháu theo kiểu khác. Trước mặt mẹ thì dạ, mặc vô, xong tí mẹ ra thì em tháo ra hết. Rồi cái chuyện này mẹ có biết không, hay là bữa nay lên chương trình mẹ mới biết? Dạ không biết. Rồi ngồi bên kia là thế rồi đó, chết rồi đó. Bữa nay về là thế nào cũng ghét nữa cho con à. Trong cái quá trình mà mình làm dâu của mẹ đó, cũng có một kỷ niệm nào mà nó đáng nhớ không? Hay là hai mẹ con là đó giờ là chưa cãi lộn với nhau lần nào đúng không? Dạ. Nhưng mà có cái hiểu lầm nào không? Dạ không, mẹ em vô tư lắm, kiểu như ai mà không hiểu tính anh nghe nói vậy là thấy buồn. Mà kiểu em ở lít rồi quen rồi, em quen em nói cái gì thôi, cái xong ngày mai mẹ em lại không nghĩ gì hết. Mẹ chồng hay nói chuyện với em lắm, giống như em bực mình chồng em gì là em ngồi nói chuyện với mẹ. Em kể hết, dạ em kể hết mẹ em nghe em đỡ bực. Cũng kiểu mẹ hôm nay ăn như vậy sao, kể hết mẹ nghe. Rồi chồng đi chơi đâu mẹ mét mẹ. Rồi những cái lúc mà mét mẹ như vậy rồi mẹ bên em hay là bên chồng? Mẹ bên em. Mẹ nói là thôi bây giờ để em nói nó bớt đi lại đi, con cái này kia rồi. Với mẹ em được cái là chồng đi đâu bắt đi theo đó vậy đó. Chồng đi đâu phải đi theo, vợ phải đi theo đó. Còn chỉ là bây giờ không đi theo là mất chồng á, nghe chưa? Còn chỉ vậy đúng sợ hả? Sợ vậy, sợ đi ra. Mẹ rồi, nói rồi ví dụ như chồng em đi nhậu có không, lẽ mẹ chồng cũng kêu là đi nhậu theo với chồng luôn. Em đi nhậu theo chồng luôn. Rồi vậy luôn dạ. Hả? Chứ hồi trước là em ở nhà không đi á, xong đi. Không đi giờ ra ngoài nó nhậu nhẹt rồi bạn bè rồi thái vú rồi hả, rồi mất công lắm, nó phải đi. Lần sau là phải đi chung, không được để chồng đi một mình nhá. Để mới đẻ xong được 3 tháng mấy, chồng đi công tác đi đâu đi theo đi, để con ở nhà hai bà chăm, cứ đi đi rồi đi luôn cho đi hết vậy đó. Cũng hay ha, mẹ chồng rất là tâm lý luôn á. Tâm lý cái gì? Dạ. Bây giờ tôi hỏi bên đây nè, là làm gì nó hay giấu mẹ chồng, không cho mẹ chồng biết được không? Mẹ chồng biết không? Biết hết. Nói. Không nói cho nó biết thôi, nhưng biết hết. Biết hết hả? Nên nói cả mẹ đẻ thì hai mẹ con nó không nghe. Nhưng mà không nghe thôi kệ. Nên hình như là bé nó hơi bướng đúng không? Đúng không? Bướng thì bướng lắm. Có khi nào mẹ chồng bực quá bởi vì cái bướng của không, nó không? Nó bướng thì bướng, nhưng mình tự mình phải là cho nó một khuôn khổ nhẹ nhàng dần dần. Chứ mình không phải bướng mà mình la mình chửi nó. Nó không vô khuôn khổ thì sao? Phải vào khuôn khổ. Nãy nói là mẹ cưng con trai nhiều hơn. Có lần làm dâu buồn luôn đó. Không bao giờ làm dâu buồn. Không. Nhiều khi nó buồn mà mẹ chồng không biết á. Không. Không làm cho nó buồn, nhưng nó có buồn với chồng nó thôi. Buồn với chồng nó mình biết chứ. Trai đi nhậu rồi kêu con dâu đi theo làm gì? Đi theo nó bảo vệ chồng nó. Đáng lẽ chồng nó phải bảo vệ nó chứ. Không. Đi nhậu rồi say xỉn, có vợ bên cạnh nó đỡ. Đây anh Linh. Đây. Nghe cô dâu bên đây nói nè, sao? À, chồng của em như em bé phải không? Không, ý là mẹ em coi nhiều khi có cái câu nói mẹ chồng em thì giờ chững chạc trong nhà lắm, nhưng mà mỗi lần nghe mẹ em nói như là kiểu là em bé vậy đó. Sao? Con phải lo chồng ăn đúng giờ, đừng bỏ cái lạnh, họ lạnh quá chồng bị xoang. Rồi họ phải cho, đừng cho nó uống cái này, đừng cho uống cái kia, mà chồng em lớn rồi em không cho đâu được. Đúng rồi, nhiều khi mình quản đâu được mấy cái chuyện đó. Dạ, mấy cái kiểu là con đừng cho nó nhậu nhiều quá ảnh hưởng sức khỏe lắm, mà chồng em thích đi nhậu em muốn ở nhà còn không được. Có lớn như cỡ nào thì cũng là con của ba mẹ thôi, cho nên mấy cái đó thì không sao, em thấy cũng mắc cười. Tức là mẹ chồng á là muốn con dâu mình phải chăm chồng của nó. Đúng rồi. Giống như là mình chăm ngày xưa vậy đúng không? Chồng của nó giống như mình thương con của mình vậy đó. Mình huấn luyện nó chăm sóc cho chồng. Rồi trong nhà nó mới êm. Trong ấm ngoài êm, trên thuận mới dưới mới hòa. Nó mới thương chồng, nó chăm cho chồng nó thì mới êm. Đúng rồi. Có bao giờ vậy chứ, có giờ mẹ nhắc con trai của mẹ là con phải chăm vợ, con phải lo cho vợ con này kia không? Thế vợ chồng nó phải lo chứ mình nhắc làm gì? Không có nhắc. Không, vậy cái đấy không có nhắc. Vậy sao mình nhắc vợ nó phải lo cho thì, nó? Thì vợ chồng thì quan trọng người vợ mà. Trong gia đình có êm hay không là do người vợ. Chỉ nhắc vợ thôi, khỏi nhắc chồng. Thì nhắc vợ là được rồi. Rồi cái chuyện mà con dâu nó chăm cháu của mình nó được không? Thì mẹ vợ chăm rồi. Mẹ vợ chăm hết. Mà nó có theo mẹ nó mấy đâu. À. Bây giờ bảo thôi cho nó ở về phòng đi, nó quen 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 dần, dạo này thì thấy con nó mới gần nó. Còn mà bây giờ vẫn làm bà ngoại là nó vẫn theo bà ngoại nhất. Vậy là hiểu rồi ha. Thôi bây giờ là thôi mẹ con về đây đi. Cái mẹ không nói thôi, để nó từ từ nó sửa. Thấy chưa? Con nghe mẹ nói chưa? Mẹ không nói thôi chứ gì mẹ cũng biết hết trơn. Có bao giờ nằm tâm sự với mẹ? Có, nói nhiều lắm, mỗi lần chồng đi nhậu là nói chuyện với mẹ không à. Đó, đây là
một cô gái hiện đại. Mình rất là giỏi ngoài xã hội, mình giỏi ngoài xã hội, mình là kiếm tiền, mình kinh doanh này kia, nhưng mà về nhà thì mình mệt quá rồi, cũng hơi đau lo mấy chuyện đó, đúng không? Chú Quỳnh Linh ạ, à, giỏi gì thì giỏi, phải biết cách sống. Dạ. Cách sống là trên hết, biết đối nhân xử thế, hài hòa trong gia đình. Hay quá. Dạ. Nhưng mà mẹ chồng là sống, tại vì sống mình làm gương cho nó theo. Dạ. Thì mình phải sống như nào, mà cái gì mình cũng chấp nó, mình chỉ nó dần dần. Bây giờ hôm nọ mới nói là con thỉnh thoảng con xuống có khách thì con phải xuống, con như này kia. Thế con xuống con chẳng biết cái gì. Đấy, à, là mình không ấy, mình cũng phải ở sốt sáng, mình chỉ cho người ta làm này làm kia. Nhưng mà mình cũng phải làm những cái món này món kia, mình học dần dần dần. Bây giờ nhá, trước đây á thì như vậy thôi, nhưng bây giờ con á, mẹ con nuôi con cho con như vậy, nhưng sau con phải học, để con sẽ cầu trước bắt đầu cầu sau bắt đấy, dần dần, chứ không phải mình bắt nó làm ngay một lúc. Nhớ nha Trâm. Dạ. Yeah. Cầu trước bắt sau, cầu sau bắt y vậy nha. Sống trong cùng một cái gia đình thì bây giờ là con của mình là tính nết như thế nào là mình biết hết rồi. Vậy thì cô có mong muốn là con dâu của mình nó thay đổi như thế nào không? Bây giờ con cũng có cái như này này, chưa nói ra này. chưa nói nguy hiểm. Tính của nó rất là nóng lắm ấy. Có một lần chồng nó đi nhậu, nó làm rầm luôn. Mẹ nó nói không được. Thế là mẹ chồng phải lên tiếng xoa dịu đi. Cái lúc đó mới biết là nó dữ. Đập đồ luôn. Nó nóng lắm, không có đập đồ nhưng mà cái miệng nó hét ấy. Nó nóng tính. Bây giờ mẹ chồng chỉ muốn là nó thay đổi cái tính nết, hài hòa. Đấy, đấy, nó là mỗi cái đó thôi. Cái tính nó rất là nóng. Với sau này cũng cái vụ đó thì bố lúc đó cũng lúc đó nha, bố nó điện thoại cho bà nội thì bảo giờ bố nó cũng thay đổi rồi. Bây giờ nó nóng tính lắm. Bây giờ nhờ bà nội. Đấy, hôm ấy là nói đó thì mới biết được là tính nó nóng. Nhà nó cũng nói với bà nội hết rồi. Cũng từ đó mà ra. Thế nhưng mà bây giờ là thấy nó đỡ rồi. Đẹp, biết thay đổi rồi. Nhưng mà lý do tại sao rồi mà lúc đó mà chồng đi nhậu, tại vì cũng đi nhậu thường xuyên đúng không? Mà tại sao đợt đó? Lúc đó là em mới sanh. À. Mới sanh được có chưa tới 2 tháng nữa là chồng đi nhậu mà đi nhậu đi xa em không thích. Tại em kêu về rồi em không muốn cho đi vậy đó, nói nhỏ nhẹ em nghe mà cứ kiểu phải đi vậy đó. Cái là em mới bực, em mới lâm sập. Lúc mình mới sanh đó mình. Mà lúc đó là có là chồng ở đó luôn phải không? Dạ chồng là đó. Đã đi rồi. Đi chồng rồi. Đi rồi. Ý là kiểu giờ mình ở nhà với con mà mình chồng đi vậy không chịu, thà ở nhà không làm cũng được. Không bé con không chơi, tại vì nó còn nhỏ, nó chưa biết chơi gì. Ở nhà cũng được, không cần phải làm hết, mà tiện giờ đi mình không chịu. Lúc đó bất chấp là mẹ chồng mẹ ruột vậy luôn đúng không? Dạ. Em gọi điện thoại cho chồng bây giờ về không, em la ông chồng vậy đó. Em la trong điện thoại cái mẹ, lần đầu tiên em la trước mặt mẹ chồng em luôn, rồi em la. Thế nó la thấy dữ luôn. Lần đầu tiên em la. Nó giờ toàn giữ kẻ không mà cứ làm nói chuyện cũng là nhẹ nhàng với mẹ đó. Bữa đó là bực quá mà không biết làm cái gì, cái điện nói mà có mẹ chồng ở đó luôn. Chắc mẹ chồng cũng hết hồn. Rồi thôi bây giờ mẹ chồng muốn nàng dâu bỏ đi cái nóng tính đó để hòa hợp với mẹ chồng chút xíu, nóng mẹ chồng cũng lo đúng không? Nó cứ càm nhàm là chồng nó ghét. Càm làm là bệnh, căn bệnh trầm kha của phụ nữ mà. Nhẹ nhàng với chồng nó đi. Bỏ càm làm nhẹ nhàng được dạ, không? Dạ, cô nói như vậy con cũng nhột quá cô ạ. Dạ, con cũng càm làm dữ lắm. Mà nhiều khi là con còn nóng tính hơn cả bé nữa. Nóng giận thì mới khôn mà. Dạ. Lẽ ra nó không đi nhưng mà nóng nó càng đi nữa. Nóng quá đi luôn. Đi luôn đó. Bớt nóng được không? Bớt càm làm được không? Hứa với mẹ chồng đi. Rồi hứa đi. Có mẹ chồng bên cạnh, lúc nào cũng bên cạnh ấy, không có đi đâu đâu. Đâu hứa đi. Đấy. Mỗi lần em nóng tính xong là 2-3 ngày sau là tự thấy là thôi giờ mình phải giờ chồng hết đi nhậu là không bớt hết nóng. Không có. Mình do mình ấy chứ đừng nói chồng bớt đi nhậu nha, cái đấy không đúng đâu. Do mình hết, mình cứ nhẹ nhàng đi là chồng nó không có đi, mà mình càng ấy là nó càng đi cho mà biết. Con cũng lấy chồng rồi, chồng con cũng ham nhậu dữ lắm. Không hiểu sao nha, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, đi đòi nợ cũng nhậu, đi gặp khách hàng cũng nhậu. Nhiều khi nói hoài à, nói từ á hả, mình chuyển giọng từ mà hả, sư tử mình chuyển qua tới con mèo, mèo mới meo meo nhẹ nhàng dễ thương, cũng không chịu luôn. Thì lúc này tức nước vỡ bờ thôi mẹ ơi. Cái này chị đồng cảm với em nha. Sao càng ràm hoài thì đàn ông người ta khó chịu, người ta phải đi nhậu cho nó bớt buồn thôi chứ. Mình ví dụ như càm ràm thì hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện với nhau, kêu thôi vợ đừng có càm ràm chồng nữa hay sao, như thế nào. Còn này người ta mới sinh có 2 tháng à, bỏ người ta ở nhà đi nhậu. Nói hoài bà càm ràm hoài, tôi phải đi nhậu thôi. Đi nó đi nhậu một cái là nhìn cái mặt nó ghê lắm chưa. Nữa. Không được cái mẹ cháu nói mà mị thôi chứ cũng tâm lý lắm. Là lúc em mới xong nó làm có làm tiệc nhỏ nhỏ đầy tháng cho bé á. Thì chồng làm xong hết, đón khách xong hết rồi đòi đi nhậu. Mẹ em trên phòng em nghe mẹ
ra ôm lại rồi lúc mình say rồi, bạn bè đủ đi đâu biết nữa. Mở kiểu để em nghe coi vụ gì, tại vì ở dưới nó nói cho nên to nó nghe. Thôi con đừng có đi, không được đi, mày nói nó nghe không được đi. Bây giờ vợ mới sanh là đi nữa không có được, nghe lúc mà nhiều khi nó nói với mình thì mẹ nói khác, nhưng mà sau lưng mình mẹ quan tâm mà mình không để cho mình biết. Đây đây đây, nhiều khi em ở trên lầu ba mở sanh xong mở cửa trên đó, mẹ chồng bê một cái mâm cơm lên, lúc nào cũng bê lên, trời đất ơi, bê lên cho anh, bê lên mẹ khỏe lắm. Hôm nay thì con muốn mẹ chồng thay đổi điều gì không? Giờ muốn mẹ chồng là kiểu như biết thương yêu bản thân của mình hơn thôi. Hồi xưa mình khó khăn rồi mình tiết kiệm không sao, bây giờ mình có điều kiện rồi thì mình cứ sống cho thoải mái, cho nó vui vẻ thôi. Nhiều khi mẹ chồng bị hơi tiết kiệm. Bây giờ mẹ tiết kiệm thì thôi em đừng tiết kiệm giùm mẹ, thì em mua cho mẹ. Đúng rồi. Ví dụ như em thấy cái gì mà mẹ xài cái đó hoài hoài mà mẹ không chịu bỏ mà nó cũ rồi thì đi mua. Đâu cũng phải khuyên các con phải tiết kiệm, càng ngày càng khó khăn. Tiết kiệm nhưng mà những cái em mua quà đừng có lãng phí. Cũng lấy nhưng mà sau lưng đi nói là này con dâu mua khoe để em nghe em thích. Tự hào em nghe chứ em thích. Nhiều khi em cho em mua cho này mua kia không có nói gì hết á. Hôm nay thì mẹ con đem đến câu chuyện khá thú vị đó. Thật ra là rất là thú vị luôn. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Chúc cho cái mối lương duyên này mãi mãi hạnh phúc như thế, hiểu nhau, yêu nhau, thương nhau như thế. Hôm nay thì xin giới thiệu tôi tên là Đoàn Thị Trung Hòa, năm nay 60 tuổi. Trời ơi, nhìn tưởng đâu nhỏ hơn chú luôn á. Ôi, 60 rồi đó. Trời ơi, nghe nó phải quá. Phải quá. Lúc giờ đi uống cà phê. Chị Hòa là ở đâu? Nhà ở quận 6. Còn em tự giới thiệu về mình đi. Dạ, con chào chú Hoàng Linh. Em chào chị Hoàng Anh. Em tên là Trần Huỳnh Trang Đài, năm nay em 30 tuổi. Dạ, con làm dâu mẹ Hòa là được 6 năm rồi đó chú. 6 năm, có mấy cháu rồi? Dạ, con có một bé. Lớn chưa? Dạ, một bé trai năm nay được 3 tuổi rưỡi chú. À, dạ. 3 tuổi rưỡi. Nhưng mà hai vợ chồng quen nhau bao lâu thì mới bắt đầu đi đến hôn nhân? Tụi em quen nhau là 7 năm chị. 7 năm thì mới đi đến hôn nhân. Như 7 năm đó là em có gặp mẹ không? Chồng có dẫn về nhà gặp mẹ rồi nói chuyện với mẹ không? Tại vì trong cái khoảng thời gian quen nhau á, em bị hai cái áp lực cho nên là em không có dám gặp mẹ chồng em. Nghĩa là 7 năm trời. Dạ đúng rồi. Quen với bạn trai mình mà không về gặp giống như là hai đứa đi chơi với nhau á, ảnh cứ nói là mẹ anh ơi, khó lắm hả? Dạ em ơi về sớm nha em, để mẹ anh khó lắm, về trễ là mẹ anh la. Thứ hai nữa là mẹ em á, mẹ ruột em á cứ nói vậy nè, mày mà lấy chồng á, mày lấy chồng xa xa nhưng mà đừng có lấy gần, mày lấy gần là gia đình chồng mày qua máng vốn tao hoài. Là... em sợ em không có dám gặp mẹ chồng. Thành ra ý là ở nhà mình cũng không có gọi là nữ công gia chánh. Dạ đúng rồi. Ở nhà là lười. Lười. Ủa vậy con trai mình nó quen 7 năm mà cũng không biết luôn. Nó có nói gì không? Có, nó có nói nhưng mà nó không có dẫn về. Cái lần đầu tiên á mà em gặp mẹ chồng em á là dịp đó là đám cưới. Đám cưới gia đình bên một người anh bên gia đình chồng em á. Thì chồng em mới dẫn em ra mắt mẹ. Thì là đi đám cưới chồng. Trước cái ngày gặp mẹ là con đêm đó là con suy nghĩ ra những cái câu mà những người mẹ chồng hay hỏi. Giống như là mình chuẩn bị một cái cuộc vấn đáp vậy đó. Nhưng mà ngày đó hôm đó con gặp mẹ chồng, mẹ chồng có không hỏi gì hết. Là mình chuẩn bị bài quá trời mà không có ai trả bài. Không ai trả bài. Dự tiệc xong rồi mẹ chồng em nói với em, với nói với con có một câu duy nhất nè. Đó là con ơi con lại thấy con chụp giùm bác tấm hình nha. Cái gì đâu nói với con hình. Đâu, nhờ chụp hình mà. Nhờ chụp hình thôi. Nhờ chụp hình thôi. Con nhìn nha, bác đứng kiểu này được không? Kiểu này được không? Rồi là lúc đó con nói rồi. Vô rồi. Thế là dễ tính rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó con có biết đây là con dâu tương lai của mình không? Con mình có nói gì không? Biết, mình biết chứ. Tại vì hồi đó giờ nó không có dẫn ai về hết á. Nhưng mà nó đi vậy là mình biết. Thằng này nó cũng kỹ quá ha. Rồi lần thứ hai là cách đó cũng một tuần, cái mẹ có mua được một cái cặp vé đi dự đại hội âm nhạc á. Thì là mẹ nói với chồng á là mày rủ con bé đó đi đi. Em nghĩ chắc là rủ đi vì thấy em chụp hình hợp. Chụp hình sống ảo đẹp cho nên là thích không. Rồi hai mẹ con cũng tham gia mấy cái chương trình trò chơi ngoài trời á, là hai người là quẩy hết sức, quẩy từ sáng cho đến chiều luôn. Xong là không nói nhau không ạ? Quẩy tới trưa. Tới trưa xong mà về nhà, hai mẹ con dẫn nhau về nhà tắm rửa thay quần áo khác, xong đi chơi tiếp, đi tới đó chơi nữa. Trời ơi,
tại vì lúc mà vô cổng thì người ta có đeo cho mình một cái vòng, phải không? Dạ. Khi mình đi ra thì cái vòng đâu có tháo ra đâu. Cái mình về nhà mình tắm rửa, mình thay quần áo xong là về mẹ nhà mẹ chồng tắm rửa luôn. Dạ đúng. Đồ đâu mà. Thì lúc mà đồ. Đi có dặn đem theo đồ. Đem đồ. Tắm rửa thay đồ xong đi vô chơi tiếp nữa. Quậy nữa. Quậy nữa. Quậy, quậy, quậy là mình đi nhảy hả cô? Nhạc trời lên ơi, là mình nhạc rồi. Quảng cáo rồi xe đạp cái gì trời chơi hết. Chơi những cái trò chơi ngoài trời đó chú. Rồi mẹ chồng là xì tin quá chú. Cũng không có nói chuyện gì nhau. Dạ không nói gì luôn. Chơi rồi cười giỡn. Như hai người bạn đi chơi nhảy thôi, không có cần phải phỏng vấn gì hết á. Dạ có chứ. Chụp qua chụp lại. Rồi chơi trò chơi được trúng thưởng nữa, vui. Vui hết luôn. Rồi sao nữa, tới đám cưới nè. Thằng con trai thì nó về nhà nó nói. Nói sao? Nó nói là mẹ ơi con muốn đám cưới vậy đó. Thì mẹ thấy làm sao? Cái nói ờ thì muốn đám cưới thì đám cưới. Thì mình đi qua đó mình nói với người ta. Dạ. Giờ cái người ta chịu thì mình đám cưới thôi. Vậy thôi. Chứ không có hỏi là cái vụ này đơn giản. Đơn giản thôi chứ. Dạ. Không có mà đòi nhanh lắm chú dễ. Tôi không có ngồi bàn con nhỏ này được hay không? Ừ. Không, người ta đi chơi chung là người ta thấy hợp. Thì vậy thôi chứ đâu có nói gì đâu. Với lại biết sao không, mình tin tưởng con mình. À. Mình đâu có phải mà mình cây ren như mấy người khác. Dạ. Không có. Đúng rồi. Mình nói là con mình nó chọn thì là nó chọn sao thì nó vậy. Cho mình có biết gì đâu mà mình ý kiến với con. Dạ. Nhiều khi mình phá đám người ta làm chi, phải không? Dạ. Người ta yêu nhau kệ ta đi. Đúng rồi. Phá đám nữa. Mình chơi với mình hợp, chụp hình với mình là được rồi. Quan trọng là biết chụp hình đẹp với mình là được rồi. Ủa hai mẹ con này vui quá à. Vui lắm luôn á. Dẫn nhau cho mình vui vậy mà để tới phút này nè. Vui vậy rồi có mâu thuẫn gì nhau không? Không, hồi xưa tới giờ không có nha. Chỉ có một lần á là lúc đó nó có bầu. Dạ. Nó có bầu cái như nó đổi tánh nó khó chịu. Rồi tới đoạn đó mâu thuẫn rồi chú mừng quá, tới đoạn mâu thuẫn rồi. Có một lần đó thôi. Mâu thuẫn của ta mà nó mừng. Tại vì nó phải có nhiều cung bậc cảm xúc mà con đang đợi đến đoạn mâu thuẫn. Thì vui quá mình cần cái mâu thuẫn chứ. Dạ đúng rồi. Không biết lý do sao mình cũng biết nữa. Tự nhiên cái nó cuốn quần áo nó đi về bển. Mình không biết lý do là sao nữa. Đang chơi bạn bè vui quá mà đứng tự nhiên nó vậy. Rồi xong không ai chụp hình tức. Thì cái mình cũng thấy nó vậy thì mình cũng nó bụng mình nó nhỏ này chắc có bầu, với lại nó còn nít quá thôi kệ nó đi, nó muốn làm gì làm. Cũng không để ý nha. Dạ. Cái nó có bầu rồi nó về bển nó ở được 2 tháng cái nó đi sanh. Mình vô mình nuôi rồi mình thăm rồi cái nó lúc đó nó mới nghĩ lại, kiểu như nó thấy mình nó cũng bẽn lẽn. Mà mình tính đơ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Rồi cái sau cái tự nhiên cái sao hổm mình hỏi nó nè. Ủa sao bữa hổm nó tự nhiên đi về vậy? Nó nói nè, tại vì vậy hả mẹ hả? Mẹ thương chị dâu, mẹ không có thương con. Nó nói trời ơi mày thiệt giống nít ghê. Cái chuyện vậy mà cũng nói được nữa. Ờ, thế cái gì mà mày không thích thì mày nói đi. Đâu có gì đâu, mẹ cũng đâu phải mà như người ta mà khó khăn hay gì đâu mà mày phải như vậy. Kỳ quá đang mẹ con đang chơi vui nha, tự nhiên cái sách cuốn nó về. Là mất bạn hết trơn. Mẹ con làm cái gì mà con thấy rằng mẹ con thương chị dâu nhiều hơn. Nói chung là lúc đó con cũng con nhớ là lúc đó là chị dâu con ra mắt mẹ. Thì con cũng có nói giỡn, con cũng có nói với chị dâu là ôi thấy hai anh chị lớn tuổi rồi mà sao mình lâu đám cưới quá. Cái chị dâu con cũng nói giỡn, em cho chị mượn tiền làm đám cưới. Thì con nghĩ đó là một cái lời nói giỡn mà bạn bè con cũng hay nói với con. Thì con mới nói với chị em cho chị mượn tiền thì đám cưới xong dư thì lại ăn lô chịu. Con hay nói vậy, nó giỡn vậy á. Thì lúc đó mẹ chồng con nói với con một câu mà con buồn lắm. Mẹ chồng con nói là sao mà anh chị em mà lại tính toán với nhau. Thì con rất là buồn, bởi vì nếu như mà mẹ chồng con là một người mẹ mà khó đó, thì con cũng không buồn. Nhưng mà mẹ rất là hiền mà mẹ lại nói như vậy là lúc đó con rất là đau lòng. Con buồn, con không có nói với mẹ. Tại thường là những cái chuyện gì con cũng tâm sự với mẹ hết. Bữa đó con có đi uống bia với bạn bè, sau đó thì con xỉn. Con về, con cũng nói tùm lum tà la. Tới giờ con còn không nhớ là con nói gì nữa. Con nghĩ chắc là con nói rất là nhiều lời làm cho mẹ con buồn. Thì sau đó một phần con cũng buồn mẹ, cho nên là con cũng tránh mặt mẹ luôn. Mâu thuẫn dễ thương lắm. Con về nhà con cái mâu thuẫn nó dễ thương lắm. Không dạ. Có cái gì nó gọi là mâu thuẫn, chuyện cũng nhẹ nhàng thôi. Thật ra mẹ cũng nói đúng, cả chị em mà tính toán nhau gì. Thật ra ngày thường thấy hai mẹ con cũng giỡn nhau vui dạ. Mà dạ. Vậy cũng đi buồn. Tự nhiên đang chơi vui cái buồn. Bởi vậy chị nói sao con nhỏ này còn nít cho nên chị nói kệ nó đi. Nó nói gì nói kệ nó, vài bữa hết chứ gì đâu. Rồi dạ. Không mà nó cũng đi về 2 tháng trời nó xin nó dạ. Lúc là 2 tháng trời mình không có chơi luôn á. Bạn chơi luôn á. Lúc đó ai chụp hình dâu lớn, dâu lớn. Thấy chưa, đi là mất chỗ.
rủ nhau lớn đi, nhau lớn đi chợp. Không có đứa này có đứa khác. Khi mà con đi sanh á là con cũng không có nói với mẹ luôn. Nhưng mà chắc là con up Facebook cho nên là mẹ biết. May mà mẹ không giận mẹ. Gọi là block luôn. Block luôn. Mình friend luôn. Hủy kết bạn luôn. Dạ, kết bạn chặn luôn ha. Chặn luôn. Thì ngày hôm đó là con nhớ rõ lắm, là 5-6 giờ sáng là hai con với mẹ ruột con á vác giỏ đi vô, tại vì bác sĩ ấn định là con sanh khó, con phải mổ ngày hôm đó. Thì mới có 5-6 giờ sáng vô là con thấy mẹ con ngồi trong bệnh viện rồi đó. Thấy thương không? Dạ, lúc đó thì con thật sự là buồn lắm, con cũng không dám nói lời xin lỗi với mẹ, tại vì thấy là mẹ không có giận mình. Mà mẹ vẫn đi vô đó. Trời lớn ai giận. Trời người ta lớn rồi mà. Ai giận. Thì 5 ngày con nằm viện là mẹ chồng con với là mẹ ruột con hai người thay phiên như chăm sóc. Như nhớ nãy nói là con lười lắm. Ừ đúng rồi. Biết không, làm dâu không cô? Không có làm gì hết, chị làm không à. Trời dạ, đúng rồi. Là rửa chén nấu cơm làm hết á. Tại vì nó lu bu con cái rồi buôn bán được. Thì dù cũng như không có nó mình cũng phải nấu mình ăn vậy. Dạ. Có nó mình thêm cái chén thôi chứ có gì đâu. Thì nấu thêm chút là ăn cơm xong là mình xuống mình rửa chén cho cả nhà luôn. Đúng. Không có giận hờn con dâu, không trách móc gì. Thôi con dâu sướng quá. Không có nặng tị gì hết. Sướng quá nó làm nư. Đúng là nếu gặp mẹ chồng khó nè. Thử hỏi nói câu đó nó coi chắc bình thường. Không có thấy điều gì mà không hợp với mình hết nha. Dù như mà hợp hay không do mình á, tự mình tạo áp lực cho mình là mình mới làm với người khác như vậy. Không, nhưng mà ý là hai mẹ con nè, bây giờ nhiều điểm hợp, bây giờ không có điểm nào không hợp. Không, không có gì, chỉ có một lần đó thôi. Chỉ có một lần đó thôi. Ừ, cái hồi đó giờ không có. Trời, mâu thuẫn trong gia đình quá trời luôn chú ơi. Thật ra là câu chuyện rất là dễ thương nhưng mà chắc sợ giấu quá, thôi giờ con mời quên chứ con nói chuyện. Con khui thử coi. Thấy có hai người cũng dám nói nhau sao? Cả đời nha. Nhiều khi không có dám nói. Rồi đó, qua tới bên đây mà vẫn còn sụt sịt nè. Không phải. Là người ta vẫn còn út út ở trong lòng đó. Tại vì cái tính em hay mít ướt vậy đó. Nó mít ướt á. Ở nhà mít ướt với chồng, mít ướt với mẹ ruột, mít ướt cả với mẹ chồng luôn. Thôi, tại vì là em biết là mẹ chồng thương em cho nên là nhiều khi em mít ướt rồi em nhõng nhẽo gì chứ. Mình thật sự nha, mình nhạy cảm lắm, mình hay lắm. Có nghĩa là khi mà mình đã không cảm nhận được cái người đó thương mình, mình không có dám mít ướt đâu. Mình không có dám yếu đuối hay là khóc lóc, khóc nhè trước mặt cái người đó đâu. Rồi cái lúc mà cái khoảng thời gian mà em về nhà mẹ ruột em á, thì là mẹ chồng em sao? Có gọi điện thoại hỏi thăm thường xuyên không? Hay là lúc đó hai người tuyệt đối không nói chuyện với nhau luôn? Dạ lúc đó thì mẹ em nói gì luôn á. Mẹ vẫn im lặng, tại vì cái tính của em con nít lắm, càng nói em càng mít ướt nữa cho nên là nhiều khi càng hỏi sao vậy con dạ. Thì lại không nói đúng dạ, không dạ đúng rồi. Em nghĩ chắc là lúc đó do là có bầu á, rồi mình thay đổi tính tình thì mình giận mẹ thôi. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà mẹ chăm em sau sinh á, thì em cảm giác được là mẹ giống như là một người mẹ thứ hai của em. Cho nên là em hiểu được là mẹ rất là thương em. Lúc đó em cũng có suy nghĩ là nó nói là cái nước mắt lã chả nó là khổ ghê gì đó. Lúc đó em cũng có suy nghĩ là sao mà mẹ lại thương chị dâu nhiều hơn. Thì một chút suy nghĩ đó thôi cũng làm em buồn. Cái tâm lý của em rất là đúng. Mình đã giận buồn lòng mẹ mình bỏ về rồi mà mẹ cũng không gọi điện thoại gì hết. Thì nhiều khi mình thấy đó đúng rồi hay chưa, người ta giận người ta đi cũng không thèm gọi điện thoại nói tiếng nào, là chắc chắn đúng là cái suy nghĩ của mình là hả thương con dâu lớn hơn là đúng rồi đó, đúng không? Dạ em chỉ có suy nghĩ lúc đó thôi. Còn như bây giờ nè, em thấy tất cả mọi thứ là ví dụ như mẹ em đi châu về là đều mua đồ cho cả hai đứa. Mua quà. Dạ đúng rồi. Rất mua là quà cho hai yêu đứa. Thương, rất là đồng đều. Đồng đều. Không, nhưng mà quan trọng cái lúc này nè, cái khi mà em chuẩn bị sinh em bé đó, thì trong lòng em có muốn là mẹ em sẽ đến bệnh viện để mà gặp em rồi chăm sóc cho em bé, phụ với em không? Có nhớ mẹ không? Lúc đó em cũng muốn có mẹ lắm nhưng mà em không dám nói. Vì em sợ mẹ giận em. Xịt rửa mũi xoang Nam Dược, xịt sạch thông mũi, ngăn ngừa và giảm viêm mũi xoang. Như vậy là hai mẹ con gần như rất hợp với nhau đó. Chứ Linh thấy không có chuyện gì mà không hợp đâu. Đúng rồi. Chỉ có cái điều hiểu nhầm nhau chút, con dâu nó quá nhạy cảm thôi. Thật ra trong tận cái thâm tâm của chị có bao giờ chị buồn con dâu không? Không. Chị thấy tỉnh bơ không có gì là quan trọng hết á. Có bao giờ nó phục vụ mẹ chồng mà bữa ăn nào hoàn chỉnh hết không? Không. Không luôn. Tự chị nấu, tự chị nấu, chị làm gì chị làm. Ủa vậy chứ giờ nó về làm dâu nó làm gì? Thì giống như nó buôn bán
rồi nó giữ con nó, rồi nó buôn bán à. Thì thôi thì mình thấy nó làm vậy lu bu, rồi mình ở không làm gì thì mình làm đi, giống như mình tập thể dục thôi. À, nghĩ đơn giản quá hả? Nhưng mà thiệt nha, giữa hai con dâu chị thương dâu kia nhiều hơn đúng không? Không, bình thường hai đứa cũng như nhau. Vậy đó hả? Ừ. Sao nó thấy thương nhiều hơn? Trời ơi, đã nói rồi, nó con nít mà. Con dâu kia với con dâu này hả, ngồi lại nói chuyện rồi giỡn rồi kể chuyện rồi đi chơi chụp hình tá lả chung vậy, không có phân biệt gì luôn, không có phân biệt đứa nào à. Ví dụ như mà vợ chồng nó có gây lộn hay cái gì, cái đứa này mét đứa kia mét thì chị cũng phân giải ra, chứ chị không có mà nói là tại sao mày làm này tại sao mày làm kia, không có. Tự nhiên mình làm vậy khi ví dụ như mình con dâu đi thì nó lên mặt sao, nó lên mặt với con mình sao. Cho nên mình không có bên nó mà cũng bên chồng nó. Trời đất ơi, hay quá trời đất luôn. Thôi về đi Quỳnh Anh ơi. Về, chứ về, chị về. Không có mà phải quan trọng mà mày phải hầu tao cái gì, không có. Cứ sống thoải mái. Dạ đúng tội rồi gì. Thì đó, nhờ vậy mới trẻ đó đúng con rồi. Tội gì mình phải gây áp lực cho mình. Bự như mình làm khó vậy là áp lực cho mình. Dạ đó. Đúng rồi. Mà con mình sao? Chứ thực ra mẹ chồng rất là dễ. Nãy giờ chú thấy gần như mẹ chồng này không để ý chân không? Mà vô tư lắm nha. Mẹ con rất là hiền mà lại vô tư lắm. Thật sự ra trước giờ con coi phim truyền hình rồi con cứ suy nghĩ là mẹ chồng là phải khắt khe với con dâu, phải xung đột mâu thuẫn. Nhưng mà khi mà con về làm dâu mẹ con rồi á thì mẹ con rất là dễ chịu luôn. Cười không à? Dạ đúng rồi, thoải mái lắm. Rồi những cái lần mà đi chơi với gia đình con thì mẹ con cũng đi chung luôn. Rồi gia đình kể cả là mẹ con rồi mẹ chồng con thoải mái lắm, coi nhau. Đi chơi với coi bà nhau như hả? Chị em vậy đó chứ đúng không là xui nữa. Bình thường quá ha, trời ơi, nhìn cái mặt như vậy là kiểu như là rất thích đi chơi luôn á chứ. Mỗi lần mà nói tới kiểu đi chơi là mắt sáng rỡ. Có giận con hay gì con vẫn đi chơi. Giận nó vẫn đi chơi. Không, sau này con sẽ rút kinh nghiệm gì. Ừ, có giận là con. Mẹ mà giận con là con đưa mẹ đi chụp. Trời mà nói thiệt á, kiếm ở đâu mình không bao giờ mình giận. Nói thiệt. Đúng rồi. Không có giận chi mệt vậy. Thật ra những cái người này rất là dễ làm quen. Ôi, ai tới nhà mình chú ơi. À, ai đâu? Đây có khách hay sao để con ra đón khách thử coi ai vậy. Ai đang nói chuyện gia đình ai vậy? Dạ không biết nữa. Không dạ mời vô đây ạ. Không bấm chuông. Dạ chào cô, mời con vô đây. Đây. Ủa? Đi đâu ạ? Trời ơi, rõ ràng mắt sáng rỡ. Ai đây? Dạ mời cô. À, mời chị. Ai lâu lập sức ra vậy? Trời ơi, không nói vậy. Khoái gặp lại Khoái. Ai đây? Dạ, đây là mẹ ruột của con chú. Xui. Xui hả? Trời ơi, nó đến bất ngờ quá không? Thầy bỏ vậy đâu biết tao sao mà tự nhiên bỏ đâu ạ? À? Ủa, sao không có biết được luôn không? Không, bởi hôm chương trình mời có hai mẹ con rồi, đâu có nghe nói đâu. Cái này mới chú mới thấy bất ngờ. Sao ạ? À? Mẹ đến đây hồi nào vậy mẹ? Mới vừa đến à. Sao không nghe? Này chị Xui đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. Ai cũng đẹp. Ai cũng đẹp. Tôi mặt mỏi dễ sợ luôn nha. Mọi người nào cũng màu nổi vô. Bà Xui là cùng gu á chú. À, cùng gu. Dạ. Nãy giờ đang tâm sự với bà Xui của chị đó. Dạ. Trẻ mà vui tính quá, chị thấy làm sao? Gặp đúng bà Xui rồi. Này sao? Chị này thì vui lắm, như là 30 thức mà gặp lại chứ. Chị cả năm luôn á. À, dạ. Chị thì có bao giờ đó bỏ qua bà mắng vốn con của mình là làm này làm kia không? Cái đó là không có rồi. Ừ. Dạ, nói đúng ra thì chị Xui mình á thì mình rất là quý chị. Tại vì chị hình như là nhà không có con gái hay sao á. Cái là thấy con gái này thương. Chứ còn chị cũng chưa bao giờ mà chị la mắng con. Nhưng mà lúc mà về con gái giận về bệnh á, chị có qua chơi bà Xui không? À, gái giận hả? Hồi nào về không có thấy giận. Có một cái lần khoảng thời gian mà đang mang bầu mà về 2 tháng cuối á cô. Dạ lần đó thì em không có nói với mẹ luôn. Đâu có biết cái gì đâu. Tại về vì vợ chồng là dâu á. Tại vì mẹ mà. Dễ lắm, không có bắt con làm dâu. Ừ. Cứ là mẹ thoải mái lắm, tại vì là cái con kinh doanh á, con đặt cái shop ở bên nhà mẹ rồi. Ừ. Cho nên là mẹ nói là mày cứ thoải mái đi, muốn ở bên nào thì ở. Cũng không biết luôn. Dạ. Nay mới biết là hai mẹ con có giận nhau hả? Chị đâu có nói gì đâu mà biết. Trời ơi, vậy là bao nhiêu năm trời bây giờ mới biết là có cái đoạn mâu thuẫn cả gia đình đó chú. Đoạn mâu thuẫn kinh khủng luôn. Hai mẹ con mâu thuẫn lớn lắm luôn. Vậy là không có biết gì đó. Căng thẳng luôn. Coi như là 2 tháng trời không nói chuyện gây, coi như là gây gỗ cho quá rồi đó. Không, gây gỗ gì, im lặng. Không thèm nói chuyện. Mẹ phải cố gắng
nói cho nó quá chơi, em nghỉ chơi, nghỉ chơi, nghỉ chơi, chơi nhau luôn hai cái trời luôn á. Bà Thu biết luôn hả? Thì từ bữa nay thì mày biết chứ, hồi nào giờ thấy mẹ con vui lắm. À dạ vui. Nó ở với mình từ nào đến giờ rồi thì mình cũng biết tính nó là nó không biết nóng nướng gì hết. Nhưng mà về bên chị này thấy chị cũng cưng con, chị thương con. Rồi nói thẳng nơi mình thấy như vậy mình cũng yên lòng, yên tâm lắm. Yeah. Thật ra là thấy câu chuyện gia đình này rất là dễ thương luôn á. Dễ thương á, con chị thấy hơi nhạy cảm với bà xui này, đúng là dễ tính luôn. Mà công nhận từ khi mà cô cưới con dâu về xong là cô là lời chứ. Có hai người bạn, một người bạn là xui của mình, một người bạn là dâu đó, đúng không cô? Hai người đi chơi thân không? Hai bà xui giờ là thân lắm. Cũng thường đi du lịch chung. Mẹ với là mẹ chồng em với lại ba với lại mẹ ruột em thì phải nói là coi nhau rất là thân, giống như là anh chị em trong gia đình vậy đó. Đi chơi rất là vui luôn, quẩy chung với nhau luôn á. Quẩy chung luôn. Con nhớ nhất cái lần mà đi Thái á, trời, nguyên một gia đình là thêm bạn của con nữa là 8 người dồn lên một cái xe túc túc. Rồi cái xe đó chạy lắc qua lắc lại. Trời ơi, túc túc mà 8 người là xỉu á nha. Coi nó là cười vui lắm luôn á. Một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất luôn. Giờ đây một trong gia đình là rất là hợp với nhau. Dễ thương, không bao giờ có mâu thuẫn xảy ra cả. Thôi mong như vậy đi. Lâu lâu nó cũng có chút chút cái gia vị giận hờn tí cho nó yêu thương nhau nhiều hơn thôi. Hôm nay thì con có muốn nói gì với mẹ chồng của con, muốn nói gì với mẹ ruột của con không? Nè, không có khóc nha nè. Không có đẩy tâm lý khóc nha, vui nha. Con cũng cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con và nuôi nấng con trưởng thành. Và con cảm ơn mẹ vì mẹ giống như là người mẹ thứ hai của con. Cảm ơn con. Mẹ chồng có muốn con dâu thay đổi điều gì không? Không, có gì đâu thay đổi. Cứ chơi với mình hết mình là được rồi. Với lại ví dụ như bản chất sao thì vậy, cái thay đổi gì Bản chất người ta mà sao đổi được. Ví dụ như lớn rồi thì biết phân biệt cái nào tốt, cái nào xấu thì đó không, chứ còn mình áp đặt sao áp đặt. Dễ quá rồi. Phải tự nhận ra thì mới thay đổi được. Bây giờ mình nói mình đã thay đổi. Mình sống vui vẻ đi thì người chung quanh mình nó cũng vui vẻ. Đó. Còn như mình cứ cầu mau thì người chung quanh mình cũng vậy. Đúng rồi. Tới ngày cái mặt mình cứ quậu xuống thì người ta thấy mình, người ta đâu có dám lại gần đâu. Dạ. Coi dù nó khóc, nó rơi nước mắt, nó buồn nhưng mà nãy vừa lên thấy vui lắm. Rất là vui luôn á. Tại vì con dễ xúc động vậy thôi chứ. Nó mất ước lắm. Con mất cười. Cảm ơn mẹ rồi. Mẹ mẹ giống như là người mẹ thứ hai của con. Cảm ơn con. Hôm nay mẹ của con gái cũng muốn nói gì với bà xui của mình không? Cũng cảm ơn chị. Thì mình sinh con ra, nhưng mà chỉ một thời gian nào thôi, nó cũng phải đi lấy chồng. Nhưng mà mình cũng mừng cái là mình con nó về bên chị này thì chị cũng coi như là con. Thì sẵn đây thì tôi cứ nói thẳng ra thì tôi cũng cảm ơn chị xui. Vui nhờ cái tên của chị vui á. Dễ thương. Con nói gì với bà xui không? Thì nói chung mà hả, cũng không có gì hết trơn á. Nhưng mà mình cũng cảm ơn gì nè, là hả, mình thương con á, con dâu thì bên xui cũng thương con của mình. Bởi vì thương qua thương lại thì mới tội lòng nhau. Rồi, hay quá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều, một câu chuyện rất là dễ thương. Hy vọng rằng trong mỗi gia đình của chúng ta cũng nên rút kinh nghiệm từ gia đình này. Bỏ qua hết mọi chuyện, vui lòng chính mình, tự giải cho mình và cho mọi người ha. Rồi, chúc cho hai bà xui mãi mãi là bạn thân với nhau. Chúc con dâu với hai mẹ ruột của mình sẽ luôn luôn bền vững cái tình yêu thương này. Và chúc cả đại gia đình của chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc, yêu thương nhau đến trọn đời.